Hôm nay các bạn và tôi sẽ cùng nhau học cách bơi chìm. Đây là một cách nói dí dỏm mà thôi. Bây giờ các bạn cùng tôi vào biểu tượng photo để chúng ta cùng nhau kết xuất hình. Tôi bấm vào. Ở đây tôi đã chụp sẵn 5 tấm ở trên này. Các bạn có thể chụp thêm và xoay góc khác nếu muốn, có thể chỉnh focus lens, khẩu độ ống kính. Còn tôi sẽ để phần này. Để cập nhật, tôi bấm vào đây và bấm vào biểu tượng máy ảnh để chúng ta cùng nhau chụp. Để thấy hiệu ứng bơi chìm các bạn làm như sau. Tôi bấm vào effect. Chúng ta sẽ chọn phần Water. Sau khi chọn, các bạn chỉ cần tăng phần underwater, tức là chúng ta đang nhìn dưới nước. Tôi nói dí dỏm là bơi chìm vậy thôi, tôi tăng lên. Thì lập tức mọi khung cảnh của chúng ta bị chìm dưới nước. Vì vậy nếu như bạn nào đang có ý định mô hình môi trường biển và đại dương thì đây chắc chắn là một công cụ rất tuyệt vời. Tôi có thể xoay cho các bạn thấy. Và đương nhiên là các bạn sẽ không nhô lên khỏi mặt nước được đâu, bởi vì môi trường này bao trùm tất cả luôn rồi. Chức năng thứ hai chính là bật tắt đại dương. Nếu như chúng ta kéo lên thì các bạn vẫn chưa cảm thấy có tác dụng gì, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để cảm giác được tác dụng của nó bằng cách chúng ta làm như sau. Các bạn cùng tôi trỏ chuột và bấm về phần xây dựng mô hình để chúng ta bật tắt đại dương. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển về công cụ xây dựng mô hình ở đây. Chúng ta tạo địa hình. Sau khi chọn công cụ tạo địa hình, các bạn có thể bật vào phần đại dương ở đây và chúng ta bật on lên. Thì lập tức đại dương ở trên này rồi. Chúng ta cùng nhau nhấn Q. Nhìn trên cao thì thấy rằng mặt nước đã ngập ở đây. Tôi nhấn E nhìn xuống thấp một chút để các bạn thấy hiệu ứng. Sau khi chúng ta chọn đúng vùng nhìn rồi, các bạn cũng có thể thay đổi cao độ chiều cao ở đây. Giả sử tôi kéo xuống, trong quá trình kéo các bạn nhấn chặt phím Shift để xuống từ từ. Ví dụ này, các bạn thấy không ạ? Bây giờ tôi sẽ kéo cao lên và đồng ý với chiều cao này. Và chúng ta tiếp tục bấm một công cụ kết xuất hình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đổi công cụ On Off ở đây. Tôi di chuyển chuột về đây và kéo lên. Nếu như tôi kéo cao lên thì đã xuất hiện đại dương rồi. Còn nếu như các bạn kéo thấp xuống thì chúng ta tắt phần đại dương đi. Nhưng đương nhiên tôi kéo cao và nhấn phím Q nhô lên trên thì đại dương chỉ là một lớp mỏng thôi. Trên này chúng ta vẫn bị tác dụng của sự giới hạn. Tôi sẽ kéo thấp vùng nhìn xuống bằng phím E trên bàn phím. Còn bây giờ tôi sẽ tắt hiệu ứng này đi bằng cách như sau. Di chuyển trỏ chuột lên thang vị trí ở trên này, bấm chuột trái vào. Các bạn có sự lựa chọn Remove, Tắt, Edit, chúng ta chỉnh sửa và ẩn. Tôi sẽ bấm vào Remove và tắt hiệu ứng này đi. Và đương nhiên tôi cũng bấm vào phần xây dựng mô hình và tắt đại dương đi. Trông cảnh sẽ thật hơn. Tôi bấm vào Off và chuyển lại công cụ xuất hình. Vì vậy nếu như bạn nào đang có cảm hứng bơi chìm thì chúng ta dùng hiệu ứng này nhé.